Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan đến Việt Nam. Cho biết rằng hiện nay có nhiều người lên tiếng phản đối Trung Cộng bị công an mời lên đồn. Tin từ Việt Nam ngày 7 tháng 8 năm 2019, cho dù đang bị Trung Cộng đe dọa chiếm bãi tư chính, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đàn áp những người lên tiếng phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Theo tin tức trên mạng xã hội thì trong mấy ngày gần đây, có nhiều người tham gia biểu tình để phản đối Trung Cộng gây hấn tại bãi tư chính hoặc là viết bài trên Facebook bị công an địa phương gửi giấy triệu tập lên đồn cảnh sát để thẩm vấn. Vào ngày 6 tháng 8, Công an phường 8, quận 4 ở Sài Gòn đã phát giấy triệu tập chị Nguyễn Thị Thanh Thúy sau khi chị đã tham gia biểu tình chống Trung Cộng một ngày trước đó tại khu công nghiệp Tân Tạo. Công an gọi cuộc biểu tình là tụ tập chị Thúy và những người biểu tình vào ngày 5 tháng 8 có thể bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng và sẽ đối mặt với án tù nhiều năm nếu như bị kết tội. Riêng tại Hà Nội, thì lực lượng an ninh cộng sản đã giải tán cuộc biểu tình quy mô nhỏ trước tòa đại sứ Trung Cộng, có khoảng 20 nhà hoạt động chỉ biểu tình được khoảng 15 phút rồi bị an ninh đến yêu cầu rời khỏi khu vực. Chế độ cộng sản tại Hà Nội đang rất cần sự ủng hộ của quốc tế và dân chúng trong vấn đề Biển Đông và biểu tình để phản đối Trung Cộng là rất cần thiết. Tuy nhiên, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rất sợ biểu tình tự phát của dân chúng vì không muốn cho dân thực hành quyền căn bản này. Từ năm 2011 cho đến nay, hàng trăm người đã bị bắt và bị kết án tù vì biểu tình hay là viết bài để chống Trung Cộng. Có nhiều người khác bị đánh đập hay bị sách nhiễu, quấy rối bởi lực lượng an ninh mật vụ.